Xin chào tất cả các bạn đến với lớp học online. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cover bài Hoa nở không màu của ca sĩ Hoài Lâm. Bài này tông gốc là Si Giáng Thứ, mình dịch giọng về là La Thứ đó, để các bạn dễ đàn hơn ha. Rồi bây giờ không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nè. Các bạn nhìn vô nốt ha. Mi La Giòn La Si Đô Mi Si Mi 2 3. Mi La Giòn La Si Đô Rê Giòn Rê Đô Phà Mì Đô Phà Mì La Đô Rê Đô Si Rê Giòn Xón Phà Xón Phà Mì Rê Mì Phà Mì Rê Đô Si La Si Mì La Si Giòn Si Mì Giòn. Đó, đó là tay phải ha. Rồi các bạn có thể chụp lại màn hình để các bạn lưu lại mấy cái nốt nhạc này, các bạn tập ha, hoặc các bạn có thể xem video của mình cũng được, có rõ ràng hết rồi ha. Rồi tay trái La Thứ là Mì, các bạn cứ rải 158 như mình ha, 158 hoặc 1580 đó ha, có nhiều cách. Rồi La Thứ là Mì La Mì Đố Mì thứ ba son son Mì son Mì Si pha trưởng Fa đô la mi thứ mi si son đó. Rồi hàng dưới thì hợp âm tương tự ha. Về các màu rải tay trái thì các bạn có thể đăng ký mua cuốn giáo trình 30 ngày từ học piano, solo cover và điểm hát do chính mình biên soạn nha các bạn. Có tất cả các màu rải, có phần hợp âm bằng hình ảnh luôn ha. Rồi các màu rải từ cơ bản tới nâng cao đó, để các bạn có thể cover một bài bất kỳ, bài nhạc trẻ, pop ballad và các điệu đàn khác, và các mẫu đệm hát luôn các bạn. Có các cách bấm thế đạo của hợp âm luôn ha. Các bạn đọc thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ vô ghép chậm cho các bạn nè. Mi mi la son la si do mi si mi si mi. Tiếp tục mi la son la si do re son re do fa mi la do re do si re son son fa son fa mi 2 3 rưỡi re mi fa mi re do si la si. Xong cái intro à, tập bài gì của mày các bạn cứ giải quyết cho mình cái câu intro trước, rồi các bạn vô phần tiếp theo sau ha. Rồi phần lời tiếp theo nè, chỉ là nỗi nhớ. Mi mi la la mi mi re 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 son son re re si si mi re do si do re mi fa mi re si. Đó, mình tập cái đó thôi ha. Rồi tay trái hợp âm tương tự nè. La mi đố mi thứ bát son son mi si. Rồi mi thứ mi si mi si son la thứ à, các bạn cũng có thể rải như thế này đó. Các mẫu rải trong sách thì các bạn có thể ứng dụng nhiều kiểu khác nhau. Rồi re thứ re là re pha son trưởng son re son si. Rồi bây giờ mình ghép chậm nè. Mi la mi re son re si mi re mi re si. Rồi bây giờ xuống hàng dưới nè, mình sẽ ghép luôn các bạn nhìn nha. Mi re đô la rê thứ bảy la si đô si đó. Rồi chỗ phiêu nè, phiêu rồi mình đàn lại ha, chỗ rê bảy. Rồi các bạn rải rê thứ bảy nè, rê là đô rê pha vậy ha. Rồi vô la si đô rê đô si phiêu. Rồi chỗ phiêu
để ý các bạn là si đô si sòn, si đô si sòn, một phách là bốn nốt. Đó, yeah. Rồi lại từ chỗ phiêu các bạn ghép bài này, si 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 điệp khúc nè, tình yêu đã phai mờ, là đô mi rê đô si là si la son mi, là đô mi rê đô rê mi son fa mi. Đó rồi ghép ha, pha trưởng hợp âm như lúc trước rải các bạn đã học rồi ha, thì mình ghép chậm luôn nè, là đô mi rê đô si là si la son mi, là đô mi rê đô rê mi son fa mi. Rồi qua câu tiếp theo mình đàn luôn nè, là đô mi rê đô si là si la son la mi fa son la mi rê si la. Đó, feel một chỗ này ha, là si đô si son la, đàn tiếp nha các bạn, câu giống thì mình sẽ đàn luôn, là đô mi lấy ha, rê mi nè, mi rê đô si la son mi, là đô mi rê đô rê mi son fa mi, là đô mi rê đô si la si đô si la mi fa son la mi re si la. Rồi tới phần này chữ DC đó thì các bạn có nghĩa là đàn lại từ đầu, đàn lại intro rồi các bạn đàn lần hai đó. Rồi phần kết bài mình sẽ đàn tiếp kết bài cho các bạn này, mi la đô re mi, chỉ là anh cố chấp đấy các bạn, mi la đô re mi re re đô mi là đô re mi mi là đô re mi la si la son đô la son la mi re son la. Đó, nếu các bạn muốn đàn tiếp thì các bạn đàn phần điệp khúc lại ha. Đó, còn không thì các bạn rải hợp âm la thứ ra hoặc la thứ nhật chính để kết bài. La son la mi re son la, rải la nhật chính là mi si đô mi si đô mi. Đó, la nhật chính nha các bạn. Đó, các bạn cố gắng tập đi tập lại nhiều lần để có kết quả tốt ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.